Đến các bà mẹ bỉm sữa, các bé đang ăn dặm vì đã ủng hộ âm nhạc của chúng Tân, và hy vọng rằng sau này chúng Tân có nhiều thời gian hơn để viết tặng các bé một tập nhạc thiếu nhi thay vì phải nghe nhạc người lớn, và điều này làm chúng Tân vừa mừng mà vừa lo. Cảm ơn các bé và các mẹ bỉm sữa rất nhiều vì đã giúp ta hai người cạnh em, cho nên spotlight lần này em chỉ nhắc điều này cho hai bạn thôi.
trong buổi trường ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em là producer Rock Seven. Bây giờ em không biết cảm xúc như thế nào, nhưng mà em chỉ muốn cảm ơn tất cả mọi người, tất cả những ai đã yêu quý Tăng Lê Tân, yêu quý Hòa Bình Di, yêu quý Nhiều Mây, yêu quý bài hát ca khúc này, đã được chọn ra ca khúc này. Em xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Đã đưa một bài hát mà em rất là tâm huyết tới gần hơn thì các bạn, em xin cảm ơn ạ. Chúc mừng các bạn, 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 chúc